Mắt chó có nhiều ghen rỉ mắt, ghen mắt là vì sao? Thì có 3 nguyên nhân mà con chó của chúng ta mắt nó sẽ có nhiều ghen mắt. Một là con chó nó đang bị run sán ở trong người, chúng ta cần phải tẩy run cho nó. Hai là con chó nó bị đau mắt. Thì cái con chó bị đau mắt thì thường sẽ kèm theo là mắt nó sẽ vừa nhiều ghen và rỉ mắt và vừa là mắt nó sẽ đỏ. Thì đó là cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba là con chó nó đang bị yếu người, nó đang bị mệt trong người. Thì cái này nó thường nó kèm theo những cái đợt thay đổi thời tiết. Những đợt thay đổi thời tiết thì con chó của chúng ta nó sẽ có cái tình trạng đó. Mà xin lên đây. Đó. Ba cái trường hợp đó là ba cái trường hợp mà con chó mắt nó có nhiều ghen, tất cả các giống chó nhé mọi người nhé. Còn bình thường thì mắt của con chó nó cũng phải có ghen mắt, nhưng nó sẽ có rất là ít thôi. Nó cũng giống như người chúng ta ấy. Người chúng ta sau một đêm ngủ dậy thì mắt nó cũng có ghen, tất nhiên là nó ít thôi. Hay là đi ra ngoài đường bụi mắt nó phải có ghen chứ. Đây giả sử như là cái trường hợp như thế này, như Siro đây thì cũng là mắt có ghen đây. Siro quay mặt về kia. Đây, mọi người có nhìn thấy không? Quay mặt bên kia. Cưỡng ép Siro. Siro đang cố che cái mắt có ghen đi bởi vì Siro sợ xấu gái. Và Si cũng thế này. Nhưng bình thường ấy là cái con chó mắt nó sẽ có ghen, nó sẽ có rất là ít thôi chứ nó không có nhiều. Khi mà mắt nó nói là mắt con chó nó có nhiều ghen hay là nó có nhiều rỉ mắt đó, thì là chúng ta sẽ nói đến trong cái trường hợp là cái con chó cái ghen mắt của nó dính bết ra xung quanh. Hay là cái cục ghen của nó rất là to, thì đó là cái trường hợp là mắt tính là mắt nó có ghen. Thì mình nhắc lại là nó có ba cái trường hợp da mắt có ghen, là một là thường thấy nhất là cái con chó nó bị run sán, là trong người run sán nó nhiều thì cái con chó nó yếu ở trong người nó sẽ ra ghen, và khi con chó nó bị run sán và mắt nó có ghen thì nó thường Siro đây. Khi con chó nó bị run sán đến cái thời điểm con chó nó nhiễm, khi con chó nó nhiễm run sán nhiều đến một mức độ ở đấy thì mắt nó sẽ có ghen, nó có rỉ mắt nhiều, và thường kèm theo là cái chúng ta sẽ để ý cái phân của con chó là cái phần cuối của phân nó sẽ có nhầy. Đó thì trường hợp đó thì chúng ta nên là tẩy run đến cái đợt tẩy run sán cho con chó rồi. Cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà mắt con chó nó có nhiều ghen, nhiều rỉ mắt nhưng mà nó lại kèm theo là mắt nó có màu hơi đỏ chứ nó không có như là bình thường. Thì cái trường hợp đấy là cái trường hợp đau mắt. Trường hợp đau mắt thì nó có thể là con chó nó bụi nó bay vào nhiều gì đấy, có bụi sạn to nó cũng có thể gây đau mắt, hay là nó dính nước bẩn và nó cũng có thể gây đau mắt. Thì cái trường hợp những trường hợp đấy thì chúng ta chỉ cần nhỏ thuốc nhỏ mắt của người thôi cũng ok rồi. Dùng thuốc nhỏ mắt của người nhỏ cho nó 2-3 ngày, mỗi ngày 2-3 lần là nó sẽ ok. Trong cái trường hợp mà con chó nó bị mắt nó đỏ mà nó ghen mà chúng ta nhỏ thuốc nhỏ mắt nó không khỏi ấy, thì thường nó rơi vào cái tình huống là những con chó nó bị lông quặc. Thì trong cái trường hợp con chó nó bị lông quặc hay là gọi là lông quặn như là người ấy, là cái lông nó mọc ngược, nó mọc vòng vào bên trong và nó cọ vào mắt của con chó, thì cái đấy thì chúng ta sẽ phải nhổ cái lông ấy đi. Thì mắt con chó và chúng ta nhỏ thuốc thì chúng nó sẽ về lại bình thường. Cái trường hợp nữa là cái trường hợp cũng hay gặp là cái trường hợp mà cái con chó nó bị nhiều mắt, nó nhiều ghen, nhiều rỉ mắt nhưng mà là do con chó nó bị mệt ở trong người, bị yếu người. Thì cái trường hợp này thường gặp là khi thời tiết nó thay đổi, hoặc là con chó nó có thể là nó vừa mới qua một cái việc gì đấy, có thể đi chơi, nó đi chơi nhiều quá chẳng hạn, hay như thế nào nó làm cho con chó nó bị mệt, nó nô quá nhiều, hay là thời tiết nó thay đổi, hoặc là con chó nó có cái vấn đề ở đường ăn uống, nó cũng phát sinh ra con chó nó mệt. Giả sử như là nó ăn uống mà nó tiêu hóa kém, nó bị đi ngoài hay là này kia, thì cũng có thể nó sẽ phát sinh ra cái con chó là mắt nó có nhiều ghen, hay là nó bị hơi sốt một chút, những cái giả sử bị vết thương hay là bị viêm phổi hay là bị này kia, rất nhiều những cái thứ bệnh mà con chó lúc con chó nó mệt ở trong người thì nó cũng sẽ ra nó có ghen mắt. Thì trong cái trường hợp mà cái ghen mắt bình thường không phải là rơi vào hai cái trường hợp là bị đau mắt hay là bị run, thì chúng ta sẽ phải theo dõi con chó để xem ra là nó cái hồi phục của nó như thế nào. Bởi vì cái ghen mắt đấy, cái rỉ mắt nhiều ấy, đột xuất tự nhiên đấy, nó cũng là một cái để báo hiệu cho chúng ta biết để run. Và ba nữa là
con chó nó đang yếu người thì chúng ta cũng phải để ý. Thì trong cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp con chó nó đang yếu người mà mắt nó có ghèm thì ok, chúng ta có thể nhỏ thuốc nhỏ mắt cho chúng nó cũng không có sao cả. Nhưng cái chủ yếu là chúng ta sẽ phải làm sao để chúng ta cho con chó nó khỏe mạnh lại thì nó sẽ hết ghèm, hết dỉ mắt. Còn cái việc mà cái thời tiết nó thay đổi đột ngột làm con chó nó mệt mỏi thì mắt nó cũng có ghèm, thì qua cái đợt thời tiết đấy hoặc là con chó nó thích nghi được thì nó sẽ hết cái ghèm mắt dỉ mắt thôi. Ok, chia sẻ cho mọi người ngắn gọn cái video về ghèm mắt. Còn trong những cái video tới thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái có nhiều người hỏi là về cái việc lịch tẩy giun rồi lịch tiêm phòng. Thì thời gian tới mình sẽ có những cái video chia sẻ cô đọng cái đó. Tất cả những cái chia sẻ này thì đều đã có ở trong các cái video của Rugler V rồi. Nhưng mà bởi vì mình làm video theo cái diện là nói chuyện thôi. Vừa ngắm chó vừa nói chuyện chứ cũng không phải là những cái video cô đọng nội dung. Thành ra là nó hơi dài. Và như thế thì phải những ai mà thực sự rất rất thích chó thì mới xem hết những cái video đấy thì mới biết. Còn bình thường mà mọi người xem để mọi người xem lấy thông tin ấy, mọi người nuôi các cái giống chó khác hoặc là này kia, mọi người xem để mọi người lấy thông tin thôi thì mọi người sẽ không xem được những cái thông tin, những cái nội dung đó. Thành ra là mình sẽ làm lại một cái loạt video hướng dẫn những cái xung quanh. Còn mọi người ai mà có cái gì thắc thì mọi người comment dưới các cái video thì mình xem cái chủ đề nào mà nhiều người quan tâm thì mình cũng sẽ giải đáp cho mọi người qua các cái video chia sẻ hướng dẫn cô đọng nhá. Ok. Mọi người nhớ nhá, đấy, mọi người nhớ nhá, nhiều người là cứ thấy con chó mắt nó có ghèn là mọi người đã hỏi rồi. Thực ra là tất cả cũng như là người chúng ta thôi, chúng ta cũng có ghèn mắt, cũng có dỉ mắt chứ không phải không. Nhưng mà nó ít thôi. Còn khi mà cái ghèn cái dỉ mắt của con chó, ở miền Nam thì gọi là ghèn mắt mà ở ngoài Bắc thì gọi là dỉ mắt. Khi mà cái ghèn ấy nó mà nhiều, cục có to, ta sẽ tính là con chó đang có nhiều ghèn mắt. Thì cái đấy là chúng ta khi ấy chúng ta sẽ xem xét cái việc là trong ba cái nguyên nhân, một là run sán, hai là đau mắt và ba là con chó nó đang yếu người vì thay đổi thời tiết hay là vì cái chế độ ăn hay là vì nó có bệnh gì đấy ở trong người để chúng ta xử lý. Nhiều bạn thắc mắc là mình thiên vị mấy con rốt và không quan tâm đến con poodle. Nhưng mọi người không biết là cái con poodle ấy là nó là cái con mà công chúa nhất ở trong cái nhà này. Mình đi đâu nó cũng được đi cùng bởi vì nó nhỏ. Ngủ là nó được ngủ cùng. Còn mấy con này thì con hôm được hôm không nhá. Ngồi ở cái ghế của mình ngồi. Đó. Nhờ, đại ca cuối, trùm cuối đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Hôm nay cho mình chủ tịch Yumi một ghế. Nhờ. Đó.